Cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của đài truyền hình VBS. Mời quý vị đến với phần tin châu Á qua sự trình bày của anh Mai Tuấn. Trung Quốc tuyên bố là bắt đầu kiểm soát được dịch corona. Số ca nhiễm mới virus corona đã giảm hẳn hôm Chủ nhật vừa qua 16 tháng 2. Những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh mạnh mẽ đã bắt đầu có hiệu quả. Đó là lời phát biểu của ông Mi Feng, phát ngôn viên của cơ quan NSC. Cơ quan này đã dẫn số liệu mới nhất về tình trạng dịch bệnh tại Trung Quốc cho thấy, tính đến ngày 16 tháng 2, Trung Quốc có 68.500 trường hợp nhiễm virus và khoảng 1.700 trường hợp đã tử vong, hầu hết đều ở Hồ Bắc. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tức là NSC, hôm 16 tháng 2, Trung Quốc có thêm 2.009 ca nhiễm virus corona mới. Như vậy là giảm hơn 600 trường hợp so với ngày 15 tháng 2. Số người tử vong do virus cũng giảm từ 143 hôm 15 tháng 2 xuống còn 142 hôm 16 tháng 2. Cơ quan NSC của Trung Quốc cho biết trong 142 người tử vong vì virus corona hôm 16 tháng 2 có 138 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc. Những biện pháp kiểm soát virus corona, tức là COVID-19, đã bắt đầu phát huy có hiệu lực. Nhiều nhân viên y tế và các biện pháp phòng ngừa đã khiến các trường hợp nhiễm mới, nguy kịch và tử vong do virus này đã giảm đi. Các trường hợp nhiễm virus có biểu hiện nhẹ nhàng cũng được điều trị nhanh hơn, không để xảy ra chuyển biến xấu. Đó là lời phát biểu của ông Mi Feng nhấn mạnh. Ở một diễn biến khác, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc NDRC cho biết sẽ bắt đầu đầu tư thêm 230 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 760 tỷ đồng cho các bệnh viện dã chiến tại thành phố Vũ Hán là trung tâm dịch bệnh corona. Một tài xế taxi Đài Loan đã tử vong vì COVID-19. Một tài xế lái taxi đã tử vong vì COVID-19 ở Đài Loan, đánh dấu lần đầu tiên hòn đảo này ghi nhận người chết. Mà loại virus này đã làm 5 ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc, theo Reuters. Trong cuộc họp báo ngày 16 tháng 2, Bộ trưởng Y tế Chen Xinchun nói rằng người đàn ông 61 tuổi bị bệnh tiểu đường và viêm gan pi. Ngoài ra, tài xế này không đi ra nước ngoài thời gian qua, nhưng khách hàng đi xe của ông chủ yếu tới từ Hồng Kông, Macau và Trung Quốc đại lục. Theo Reuters, một người thân trong gia đình nạn nhân cũng được xác nhận là đã nhiễm COVID-19. Theo Bộ trưởng Chen, đây là ca lây nhiễm từ người sang người đầu tiên ở Đài Loan. Và chính quyền đang tìm hiểu về nguồn gốc lây lan này. Cho tới nay, Đài Loan xác nhận có 20 ca nhiễm COVID-19. Bộ Y tế Đài Loan đã cho biết từ ngày 17 tháng 2 sẽ bắt đầu xét nghiệm tất cả các bệnh nhân có triệu chứng nhiễm COVID-19 và mới đây đã từng đi ra nước ngoài. Một du khách Hoa Kỳ trên tàu du lịch được Campuchia cho cập cảng đã bị nhiễm virus corona. Chính quyền Malaysia hôm thứ Bảy 15 tháng 2 cho biết một du khách Mỹ 83 tuổi trên tàu du lịch đã được cập cảng Campuchia vài ngày trước đó có xét dương tính với virus corona. Người phụ nữ Mỹ này từ Campuchia đã đáp máy bay tới Malaysia hôm thứ Sáu 14 tháng 2. Bộ Y tế Malaysia cho biết trong một thông báo và nói thêm rằng chồng bà có xét nghiệm âm tính. Tàu du lịch Westerdam của hãng Carnival đã cập cảng Sihanoukville của Campuchia hôm thứ Năm 13 tháng 2 sau khi bị một số nước trong khu vực trước đó từ chối cho cập cảng vì lo ngại những người trên tàu có thể mang virus corona. Tại Singapore thì sốt xuất huyết lây nhiễm còn nhanh hơn cả COVID-19. Trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ, sốt xuất huyết ở Singapore đang lây nhiễm còn nhanh hơn cả COVID-19. Asia One đưa tin, kể từ giữa tháng 12 năm 2019, các ca sốt xuất huyết tại Singapore đã gia tăng hàng tuần và dự kiến sẽ còn tăng thêm, theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore. Tuần trước, 400 ca nhiễm sốt xuất huyết đã được ghi nhận, gia tăng từ 371 trường hợp từ tuần trước đó. Từ Chủ nhật ngày 9 tháng 2 tới 15 giờ ngày thứ Hai 10 tháng 2, đã có thêm 63 ca sốt xuất huyết ở Singapore.
Số ca nhiễm sốt xuất huyết được báo cáo trong năm nay cao hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. 1.723 trường hợp đã được báo cáo trong 5 tuần đầu tiên của năm 2020 so với 1.057 trong cùng kỳ năm ngoái. Năm 2019, số người chết do sốt xuất huyết tại Singapore cao thứ 3 do nhiễm sốt xuất huyết dẫn đến 20 trường hợp thiệt mạng. Số lượng mũi vằn trong cộng đồng nhiều, số lượng ca nhiễm sốt xuất huyết cao cùng với sự gia tăng trong lưu hành tuyếp huyết thanh Dengue có thể dẫn tới sự gia tăng hàng tuần số ca sốt xuất huyết so với mức độ hiện nay của năm 2020. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore cho biết trên website. Thế nhưng, điều đáng quan tâm nhất là khả năng chuyển đổi tuyếp huyết thanh thông thường Dengue 1 và Dengue 2 sang Dengue 3. ACR1 đã cho biết chuyển đổi thường xảy ra trước khi bùng phát ổ dịch. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mới gửi đến quý vị bản tin châu Á sau một vài thông tin bảo trợ cho đài. Mai Tuấn và Kim Thủy sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam với một vài tin chính như sau. Tổ chức WHO nói Việt Nam đang ứng phó tốt với dịch corona. Một nam sinh Việt Nam nói 7 ngoại ngữ suôn sẻ và thi đỗ 5 trường trung học phổ thông tại Hoa Kỳ.